Nước mặt lên chứ, dở nó lên chứ. Mình sẽ học luôn không? Đúng rồi, mà Khánh Linh là nhỏ nhất. Long có sửa nón rồi Long. Hả? Anh muốn anh một vé rồi đó. Có đứa nào cầm vé theo không? Hải còn có đứa nào cầm vé theo không? Thiếu vé rồi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Ôi tiêu chết rồi. Ủa chín rồi hả? Rồi vô. Khoan, đợi lên luôn, đợi lên. Đợi. Rồi vô. Ôi khoan con. Khoan nguyên nhà mình vô cabin đi. Qua. Đi chiếc vàng hay chiếc xanh? Xanh hả? À một buồn được rồi. Rồi Long vô. Long vô chưa? Ồ đúng rồi đó. Ừ hay, giỏi. Ngồi hai bên cho đều chứ. Giỏi. Lớn không nặng á, lệch bên. Có ông bên không hay một mà lớn rồi. Bên nó ngồi không nghiêng ở bên. Số chỗ ông bên nó nghiêng quá. Có mẹ có thể lấy đồ bơi không? Kỳ quá. Đồ bơi hả? Có. Đồ bơi có đem theo đúng không? Có. Ở trên có hồ bơi mà.
cho vô mình bơi đi, bơi bị thì con nào có bớt xuống nước mà bơi văng tràn luôn. Mình có thấy đâu bơi không? Chạy tràn xuống dưới dưới thành phố. Ủa sao mà đi chậm quá em, có phải thầy con không vậy? Ừ. Đi tràn ra ngoài. Đóng cái cửa lại. Chưa, tất cả mọi người đã khép. Anh Long ơi. Có cần gạt mà khép. Anh cho hỏi thăm là hôm nay anh đi chơi có vui không? Đi vui. Hôm nay anh thích đi chơi những đâu? Không biết. Hồ Mai gì ở trên Hồ Mai. Thích đi chơi hồ. Chứ Hồ Mai ủa sao giờ gửi con thích đi chơi cái gì trên Hồ Mai? Không muốn gặp chị trực tiếp mà. Con lên Hồ Mai để làm gì? Anh lấy cái tay ra để đóng cửa anh. Lấy ra. Quá nặng. Chú Minh hỏi cô thích chơi trò chơi gì trên hôm nay? Con hồi lên đó thì con muốn nói rồi mà. Ủa? Con Nhi phỏng vấn sao không nói? Phỏng vấn bo nè, phỏng vấn bo nè. Anh đi quay phỏng vấn bo đi. Bon. Hỏi đi, làm clip gì đó, À, clip nè, chú ba có clip sẵn luôn nè. Làm đi, nói đi, phỏng vấn hay tại sao không thích đi chơi Vũng Tàu? Thích đi chơi Vũng Tàu để làm một clip project show kia AOA cho nó tốt và được điểm cao 100 điểm. Còn thích làm gì nữa, tại sao không thích đi Vũng Tàu, đi Vũng Tàu? Con thích đi Vũng Tàu, đi Hồ Mây, đi biển, đi quỷ. Đi lên, chụp hình đi, lên. Cũng đẹp ghê. Ừ, đẹp ghê. Người ta phỏng vấn. Tập phỏng vấn gì đó, bị tăng động chuyện gì đó. Bị tăng động kém tập trung. Tại phỏng vấn cái ồ đẹp quá. Ví dụ như là mình chúng tôi đang lên Hồ Mây nè, nhìn từ trên cái cáp treo xuống tôi thấy. Ở ơi, bà quay đi, bà quay đi. Bon, tôi đi. Bon, nhìn từ cáp treo xuống tôi thấy là bãi biển Vũng Tàu. Bon, cảnh này được dịch điện thoại. Bon. Nó quay phim á. Ồ, mấy cái nhà. Thôi, đừng quay, để giờ chúng ta quay á. Nếu có người ở. Kìa, con ngắm cảnh chứ kìa. Có đấy nha. Ngắm cảnh đi con. Nhìn phía trước ở cho anh có cây trồng rồi mà tới nó ở ngoài thôi. Có trong nhà. Ờ mở cửa nhà này đã. Rồi Suri nhìn ra trước đi con, nhìn ra trước. Nhìn ra trước kìa ngắm cảnh kìa. Mình đang chụp cái kia nè. Đó nhìn lên hoa kìa. Mấy cây nó chỗ hoa. Cái gòn nhiều quá kìa, thấy gòn không? Không khang long. Đó. Bông trắng 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 đó. Khi mà nó khô nó bung nó bay khắp nơi. Con biết rồi. Con biết màu. Biết màu. Trên đó có cái chùa kìa. Mọc đất. Con đâu có mọc đâu. Có địch không? Có mọc chứ không có địch. Vậy nó mọc thì nó chỉ có địch hết. Wow, dữ dữ. Đang đi bộ ra luôn. Đâu? À, có đường bộ đó. Có đường bộ đó. Lên chùa đó, cho có chùa đó. Hồi nãy con lấy vé lại không? Không, lên chọn gói rồi lên trên đó là đi thoải mái rồi. Trời, duy nhất Việt Nam Đà Nẵng. À, chỗ kia có trượt nước kìa. Đúng không? Ủa, không phải. Cái mái nhà của bà Hải Dương học á, viện Hải Dương. Ủa, phải làm chỗ trượt nước đó. Cái bảo tàng. Không phải anh ơi, trượt nước đâu có được. Cái đó là mái nhà của bảo tàng thủy sản hải sản gì đó. Cái ghi mắm trượt đi. Cô tụt quá khang, giọng khang cái đổ nước thông tuyển nó đổ xuống. Tụt xuống dướng cái chỗ kia. Không đứng lên thấy còn hai mục đích không. Thôi ra rồi. Đó cái xe nó chạy thì tú kia lượn mình đi. Thôi rồi. Tao không có áo này có cái này nữa. Ơ, chú đi thôi. Thế Hồ Mây rồi kìa. Chết rồi. Không thể bỏ lỡ cái này được. Chưa quên rồi. Anh đi đi. Em tới anh Bon. Dốc nó cao. Đó trên đó là căn cứ quân đội đó, trên cái nhà vàng vàng trên kia đó. Quân đội mà không có súng. Cười cái cây. Tới đi kìa. Công chúa nhỏ cười cái cây. Đừng có nói. Anh nói quá.
mình là công chúa công an là chiến sĩ kiểu ba anh giờ nói với bạn là ở nhà mình là công chúa, ở nhà mình là toàn là có ba anh chiến sĩ mấy anh luôn, còn bốn anh luôn bốn anh chị thêm một lần không có gì thì bạn ra đây cho bé không không anh nè, có chuyện gì là ba anh chị trước hết luôn, có gì là con phải đứng lên mở nha. Ai cầm cái túi này. Ôi sao con cầm nổi. Qua đây ngắm cái đi rồi đi vòng bên kia lên. Qua đây ngắm bên này nè. Thì từ từ gấp gáp gì đâu. Làm ăn trước đi. Đi. Nhớ đi mất trước không? Nhớ vô đi mất trước không? Đi à. Thì đó đi lên đi, đi kìa. Đó. Không, cái góc nhìn đẹp không? Đẹp. Góc nhìn nguyên thành phố luôn, thấy không? Mình đâu có gấp gáp gì đi chơi đâu, cứ quay quan sát đi. Đây nè, khách lưng. Bên đây nè. Đây đi chơi nè. Không gấp đâu con. Cứ từ từ thôi. Đâu có gấp đâu con. Rồi, xin chào ơi. Đâu đi. Đây đó thật trời. Để chúng mình lên sao. Đâu đi, lại đây chụp cái đè. Đâu đi. Lại đây. Chụp hình đi con, chụp hình đi. Ủa sao không đi cái đường dốc này đi lắp cắp.
Đi, mình đi, mình leo dốc, mình đi đi. Đi cái đường 8 cấp á. Đi đường này khỏe hơn, chịu. Có xe chở đi mà. Tao quá thì cũng gom lại đó đó. Con kia leo bậc 8 cấp, con này đi mình đi đường dốc. Sân banh, sân đua chó nè, sân đua chó nè. Đừng lê lại đó đó. Cũng ít nhà cao tầng đó ha. Ừ. Nhà giáp chỗ này nè. Nhà giáp ven cái đường lê lại này nè. Mới có chỗ nào. View này đẹp quá. Góc này mà đem máy chụp hình lên chụp tuyệt vời luôn á. Nghiêng luôn hả? À, rồi, rồi. Bên đây còn một chỗ. Người ta đi, người ta đi cái đường dốc hồi nãy đi thẳng lên luôn, nó đỡ mỗi chân không? Không chịu, leo tập cấp. Góc nhìn mình kia đẹp lắm. Cái đèn low cost. Cái cúng cỡ này hả ta? Hình như còn á. Còn. Đó, đó cái lô cốt á. Phải có loại quá bừng lắm rồi. Ủa kìa, thấy chưa? Đi đây. Lên chạy dắt chị nha. Đó là chạy dưới nha.
Có tính gì nữa, đi lang thang đó chứ tính gì nữa. Hả? Chém gà khá lành. Chém gà. Chém đó. Chém lòng đó. Ờ cái nón này này đi con để nắng. Đây dựng dốc vào ơi đây. Ở đâu? Con dựng dốc bên đây. Dựng dốc với cái tự Phật. Rồi dốc dài thêm ha, đi xong về thêm ha. Yeah. Đi. Bye.